Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa cập nhật ngày 4 tháng 9 2024, giá hôm nay có biến động nhẹ. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá hôm nay có giảm. Với lúa thu đông, lúa hè thu cắt ngay và gần ngày cắt ổn định. Ghi nhận tại Kiên Giang, nông dân và cò gọi chào bán nhiều, nhưng ít người mua do mưa lớn nhiều ngày, giá lúa chào giá giảm lại. Tại Cần Thơ, nhu cầu mua lúa thu đông chậm, vắng người mua, giá lúa chào bán cũng giảm nhẹ. Tại Long An, lúa chủ yếu đã cọc chờ cắt. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, giá lúa ST tăng trở lại sau lễ, nhu cầu mua khá, nguồn còn ít. Giá tham khảo hôm nay, tại An Giang, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.700-7.800, OM380 giá 7.400-7.500, IR504 giá 7.400-7.600, Nàng Hoa 8.400-8.500, Đại Thơm 8.600-8.800, OM5451 giá 7.700-7.900, OM18 giá 8.200-8.300, OM4900 7.700-7.900, OM34 7.400-7.500. Tại khu vực Kiên Giang, IR504 7.400-7.600, OM380 7.400-7.500, Đại Thơm 8 8.600-8.800, OM5451 7.700-7.900, OM18 8.200-8.300, Nàng Hoa 8.600-8.800, RVT 8.200-8.400, VNR20 8.000-8.100, DS1 7.500-7.700, ST24 25 10.800-11.000 đồng, OM34 7.400-7.500, lúa Jasmine là 7.700-7.900, lúa Japonica 7.600-7.800. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, IR504 7.400-7.500, OM380 7.300-7.500, Đại Thơm 8 8.100-8.300, OM5451 7.500-7.700, OM18 8.000-8.100, Nàng Hoa 8.600-8.800, lúa ST24 25 giá 10.000-10.200, OM34 7.700-7.900, Jasmine 7.700-7.900 và Japonica 7.700-7.800. Tại Đồng Tháp, IR504 7.400-7.500, OM380 7.300-7.500, Đại Thơm 8 8.100-8.300, OM5451 7.500-7.700, OM18 giá 8.000-8.100, Nàng Hoa 8.400-8.600, OM4900 7.500-7.700, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.500-7.600. Tại khu vực Sóc Trăng, IR504 7.300-7.400, OM380 7.200-7.400, Đại Thơm 8 8.000-8.100, OM5451 giá 7.600-7.700, OM18 giá 7.900-8.000, OM4900 7.800-7.900, Tài Nguyên 8.200-8.300, RVT 8.800-9.000 đồng, VNR20 8.200-8.300, ST21 8.800-9.000, ST24 25 10.900-11.100, OM34 7.700-7.900, Jasmine 7.700-7.900, Japonica 7.400 cho tới là giá 7.600 đồng. Tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau, IR504 7.300-7.400, OM380 7.200-7.400, Đại Thơm 8 8.000-8.100, OM5451 7.600-7.700, OM18 7.900-8.000, OM4900 7.800-7.900, lúa Tài Nguyên 8.200-8.300, RVT 8.800-9.000 đồng, VNR20 8.200-8.300, ST21 8.800-9.000 đồng, ST24 25 10.900-11.100, OM34 lúa Jasmine 7.700-7.900, Japonica 7.400-7.600. Tại khu vực Long An và Tiền Giang, nếp Long An 7.700-8.000 đồng, IR504 7.400-7.600, OM380 7.400-7.500, Đại Thơm 8 8.200-8.400, OM5451 7.800-7.900, OM18 giá 8.200-8.400, Nàng Hoa 8.400-8.600,
OM4900 7500 tới 7600, RVT 8200 tới 8300, ST2425 10900 tới 11100, OM34 7500 tới 7700, Jasmine 7600 tới 7800, Trabonica 7500 tới 7700. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 504 7400 tới 7600. OM380 7400 tới 7500. Đại Thông 8 8200 tới 8400. OM54 51 7800 tới 7900. OM18 8200 tới 8400. Nàng Hoa 8400 tới 8600. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tới 7700. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào.